Xin chào các bạn nhé, xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của mình. Đây cả nhà ơi, hôm nay em lên ngoại nhé, một mình em lên ngoại, các con thì đi học hết rồi. Ở trên nhà bà ngoại mình có một chút việc mọi người ạ, làm lễ cúng cho bà cũng không được khỏe cho lắm ấy, nên là làm cúng kiểu là làm lễ cúng cho bà này. Có nghĩa là cầu mong là mạnh khỏe bình an đấy chẳng hạn mọi người ạ. Ở trên mình là người Thái, trên mình là cứ cuối năm về là cứ dồn dập mọi người ạ, nghĩa là cúng cho cầu mong cho sức khỏe bình an này, cúng nghĩa là xến hươn đấy mọi người, tiếng Thái gọi là xến hươn, rồi là mùa đám ma đám cưới, nói chung là dồn dập cuối năm rất là nhiều luôn. Nên là mình khá là bận mọi người ạ. Hôm qua hôm kia cũng cúng bên nhà bà nội đến 12 giờ đêm ấy mới xong, cúng từ sáng nhé đến 12 giờ đêm mới xong, rất là nhiều thủ tục luôn. Nên là mời cô chú anh chị và các bạn hãy xem hết video của em nhé, để xem thủ tục ở trên mình như thế nào. Hôm nọ mình cũng đã quay rồi nha mọi người nhá. Nhà anh chị, nhà bà ngoại hai tầng ở dưới kia, nhà sàn kia mọi người ạ. Đi vào lại, đi vào nhà em béo. Hello em béo. nấu từ sáng luôn à. Hôm nọ mình cũng quay rồi mọi người ạ, có quay em béo. Bà em béo vui tính kìa. Ngày nào chẳng tính quần áo ô, đi. Bán cả da chua nữa cả. Da chua. Đâu mang đây xem nào. Đó là đá đắng. Mang đây xem nào. Da chua, đây là đá đắng. Cái lò này 1 cân nhỉ? Được không? Được 1 cân không? Da chua này mà nhắm bia, uống bia thì chết rồi. Có bia thì không phải bát. Xem món gì đấy? Món rêu à? Món rêu đấy. Rêu mọi người ạ, rêu. Ăn với cơm nướng, cơm tắm đấy. Combo đấy. Rêu cũng ăn, cũng tha một cái đi. Không, rêu này ngon lắm. Rêu này ăn cơm mắm cả nhà. Ngon lắm. Rêu sông Mã. Món này phải cho những cái gì? Số. Đây phải cho rau thì là này. Phải có ớt khén. Ớt mới khén, rau thì là. Rồi làm kiểu gì ăn? Hành á. Pho à? Pho, ăn với cơm nắm. Ăn với cơm nắm mới ngon. Đúng, bắt buộc phải ăn với cơm nắm mới ngon à. Ăn cơm nóng càng ngon nhá. Món này có cơm nắm với cơm nóng nhá. Pho lá chuối. Phải gói lá chuối. Thấy người ta pho lá giềng cái chứ. Lá giềng ngon hơn chứ đúng không? Lá chuối à? Cũng được à? Món này mỗi năm được ăn 1 lần thôi đấy mọi người ạ. Ăn theo mùa. Ăn theo mùa, đúng rồi. Là mùa mọc nó mới mọc, nó mọc ở suối đúng không? Sông suối, suối hoặc có, sông. Thế là sông sạch nó mới có mọi người ạ. Chỗ nào bẩn nó cũng không có đâu. Rất nhiều mới có. Cái này suối mà nước ít, nước bẩn nó không mọc đâu. Xuống nhà bà ngoại của mình nhé mọi người nhé. Đây nhà anh trai của mình, hôm nọ mình có quay nếu mà đếm cả trai cả gái thì thứ tư mọi người ạ, còn tính trai không là anh trai thứ 3. Nhà anh ấy rất là hoàn cảnh, nghĩa là anh lấy vợ muộn ấy mọi người, mình như mình là hôm nọ anh lấy vợ muộn. Đứa con, một đứa con gái đang học lớp mẫu giáo năm nay thôi. Với lại anh cũng bị bệnh từ nhỏ, nghĩa là cũng không hẳn là không làm gì được, nghĩa là không làm việc nặng được đấy mọi người. Nương cà phê thì cũng ít, nên là không có tiền để mà sửa nhà. Làm thì không phải nói rồi, sửa cũng không có tiền để mà sửa luôn nữa này. Anh em bố mẹ thì cũng giúp được một phần nào thôi nhé mọi người nhé, không giúp được hết. Còn hai vợ chồng thì sáng đi làm, chị hay đi làm thuê, về thì cũng đủ ăn cho con ăn học mỗi ngày,
đủ ăn ấy thôi, cũng không ấy. Đây trong nhà đây không có cái gì luôn mọi người ạ. Nói chung là anh em mọi người cũng rất là thương nhưng mà không biết làm kiểu gì giúp được. Hình như là anh có một con bò hay sao ấy. Bò ở đâu rồi? À đây, nhà có mỗi một con bò. Nhưng mà con bò này hình như là được hộ nghèo, nhà nước cấp cho được hộ nghèo 20 triệu tiền hộ nghèo để mua thôi hay sao. Nhà bà ngoại nhé mọi người. Hình như là xong hết rồi em béo. Mình đến muộn. Đến muộn. Gần xa như nhau. Hôm nay chắc là anh chị của mình đầy đủ hết đấy mọi người ạ. Ai? Chào chào một em bà. Chưa cả chào quay cả cửa cả liền cái này. Em đi. Đây chị gái của mình đây có giống mình không mọi người? Bye bye. Bye bye. Anh trai của mình nhá mọi người. Lên trên tầng. Má em béo. Lên trên tầng gặp em ý. Khỏe được quá. Thủ tục cúng rất là nhiều đồ luôn mọi người ạ. Mình cũng không biết được hết đâu. Các bà, các bố, các mẹ làm. Đầy đủ luôn. Gà này, chuối này, cơm lam, gạo nếp, rồi là bánh chưng. Hôm nay là có một con lợn này, 7 con gà, 1 con vịt, 1 con dê, bếp ngọt, bánh kẹo các kiểu mọi người ạ. Còn cái vòng vòng kia là tượng trưng cho đồng tiền nhé, đồng tiền âm phủ gửi cho các cụ, nghĩa là kiểu đấy mọi người ạ. Mình cũng không nghe các bà kể như thế, chuẩn bị rất là lâu, từ sáng đến giờ vẫn chưa xong. Mẹ đẻ của mình đây mọi người nhé. Bà bị bệnh tim mọi người ạ. Đây là ngày đỡ ngày không. Cũng 77 78 tuổi năm nay rồi. Tất cả đồ cúng hình như là làm sống hết nha mọi người nhé. Lợn, con dê, con gà, con vịt, tất cả đều sống hết, không phải làm chín. Cúng từ giờ đến 12 giờ ấy mọi người ạ, 12 giờ đêm ấy mới xong. Khi nào xong thì mới được làm cơm ăn nhé mọi người nhé. Không được ăn trước, chưa xong đâu. Cũng luật đã nhìn thấy nữa. Khăn piêu này, vải này, và quần áo cả họ, nghĩa là cả họ mỗi nhà có mấy người đấy thì quần áo thì đều mang ra hết nhé mọi người nhé.
Đây, cái vòng vòng như anh kia cầm ấy là tượng trưng cho đồng tiền. Nhiều một cái kia là nhiều đồng tiền đấy đâu. Quán đấy đấy. Tập hạ văn. Các bố đang làm kia là tượng trưng cho trâu con bò gửi cho các cụ người ạ. Mình làm suốt có đi. Lên nhà anh trai thứ gọi là thứ 9 đi, nếu mà đếm đếm lên thì thứ 9, mình phải thứ 10. Thực ra là mình có 11 anh chị em mọi người ạ. Chị gái của mình ấy mất được 18, nghĩa là 18 tuổi thì bọn mình nhận bị mất. Ông bà ngày xưa mà cứ để hết trứng thì thôi. Xem phong lan của anh Sơn à. Nhà anh Sơn, nhà anh chị có nhiều phong lan lắm mọi người ạ. Nhưng mà hình như không được giá à chị đúng không? Có bán được cái nào chưa? Chưa bán được cái loại nào ấy. Không bán được đâu nhỉ. Đây phong lan nhiều lắm mọi người ạ. Phong lan tím à hay gì? Em cũng không hiểu lắm đâu cái này. Đẹp lắm mọi người. Không biết cái nào với cái nào đâu. Chỉ nhìn đẹp mắt thôi. Đây nhiều lắm. Nó chưa ra hoa nhỉ? Chưa, mùa chậu kia đẹp thế. Mùa này chưa ra hoa đâu. Mùa mưa á? Mùa nào mới nó mới nở. Đây mọi người, đẹp lắm. Khá nhiều. Đầu tư một đống tiền vào đây đấy nhỉ. Toàn là phong lan. Phong lan tím quá chị, cái này hình như. Phong lan tím mà. Phong lan tím có năm cánh trắng có à. Mới chậu ấy. Mới chậu nào với chậu nào lại quên rồi. Năm cánh trắng có mà. Nó chưa có hoa nên không phân biệt được nhỉ. Người chuyên phong lan mới biết được, mới nhận biết được thôi. Đẹp lắm. Nếu mà làm dàn ở ngoài này ấy, đẹp lắm, tươi yeah. To. Với lại dài à. Giờ thì nó không làm. Chỉ có con ngan nhiều lắm rồi. Mọi người đang tập trung nấu cơm trưa ăn đã mọi người nhá. Còn đợi cúng kia là hơi lâu, tối mới được ăn. Chung nó ăn cơm đã, bây giờ cũng 11 giờ rồi. Món gì đấy em béo? Rau bợ nộ. Chúng rau bợ nộ với măng ngọt nhá mọi người nhá. Rau bợ đấy. Ồ. Nó quái hay này đấy, chỉ biết đó. Ăn thử. Nó sẽ bim ra khỏi mỏ bây giờ. Ôi, cái này ngon thế. Lấy ít thôi nhá. Oh, yeah.
Món riêu mọi người ạ. Ui nhiều thế được thứ này nữa. Hay là bớt xén đi em béo. Lên đây nấu là bớt xén đấy. Thịt thì không tin được thật, nhưng mà cái này thì thôi. Em béo không xuống à? Xuống cái kia ăn cơm. Xuống đi. Ăn thử món riêu nhé mọi người nhé. Quá ngon. Ăn cơm trưa trước nhé mọi người nhé. Kỳ ní năng cái tẩu nè. Năm mâm nhá mọi người nhá, ở trên trên tầng 2 mâm, ở dưới 3 mâm. Thế sang đấy. Còn anh em trong nhà, anh em anh chị của mình hết nhá mọi người nhá. Có thiếu hai anh trai ở sông Mã với cùng nhai còn cho xuống được. Đó bà đủ hết cả. Anh em rồi là con cháu các kiểu gần 10 mâm. 10 mâm mới đủ mọi người ạ. Măng lay chấm mắm hén. Món riêu này. Canh bí cho mọi người nhá. Còn đây rau bợ nụm này. Ăn tạm thế đã, còn tối mới ăn sau. Thịt dê, thịt lợn thì tối mới được ăn nhá. Nếu mà ngồi ấy à, ngồi mâm trẻ con à? Em béo có phải trẻ con đâu mà ngồi đây. Mình thì tuổi này thôi. Tuổi trẻ con. Cứ ăn thôi không mời vào hoa gì à? Mời rồi mà, mời với cái đứa cháu này. Cháu gái của mình hết nhá mọi người nhá. Không phải chỉ gái của mình đâu. Đây măng này. Không phải chỉ gái của mình đâu. Ừ. Hắn nữa, kí đi. Mời cả nhà ăn cơm nhá. Thôi mình chơi món này trước. Món rau bợ. Hắn nữa. Kí đi. Món khẩu món món rêu. Kí đi. Chào nhá. Bà hằng
lúc xong cô chỉ là phải nhớ thôi. Tôi không có tập con nó chỗ chỗ này. Tôi không có tập con nó chỗ chỗ này. Tôi không có tập con nó chỗ chỗ này.